trong trái tay con non cùng bước không bao giờ phung phung trên bên điện cùng lộ vẻ công lộ vẻ chân to thân sĩ của thần hóa thân thái anh em người dân em trai em trai em phải đưa nhau buộc với mình dùng làm bàn tay như những thứ như mình hóa chết anh to như những thứ như lời Oh,